Tình yêu của Chúa Jesus trao tặng
ra chính bản sống của Chúa. Và chúng ta xin tôn kính giá, đây là tự hiệu của nhà chồng và cũng là tự hào của gia đình hai người của tôn kính giá của mình. Và chúng ta cảm tạ Chúa và yêu thương chúng ta vô cùng. Vì có những lúc chúng ta không nhận ra tình yêu của Chúa, tức là khi gặp đau khổ của khắc của chúng ta đời sống, chúng ta tự gặp Chúa và làm ra cái điều đây muốn tự nhiên chúng ta đến chúng ta chỉ cần sáng đồ đổi sự yêu thương xót và thả thứ. Tôi yêu đời. Cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu xót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Chúng ta yêu cầu cầu nguyện.
Thank you.
Set this one down.
Đức Chúa Trời đến cho sa bạc nói một chút phát của Kinh, vậy mà họ đã quên đi ân tình của Chúa. Đức đã giải thoát họ ra khỏi vô lệ Ai Cập, đồng hành với họ trên bước đường. Họ phiền trách Môi-se, họ trách luôn cả Chúa. Chúa thương con, Chúa đem con vô sa mạc, cho con chết đói chết khát lên. Chúng tôi thấy đã quên đi ân tình mà Chúa dành cho họ. Câu chuyện tiếp tục cho chúng ta thấy Chúa cho thánh lửa bỏ ra để thoát ra cánh chết nhiều người. Và bây giờ họ nhớ lại tình Chúa yêu thương họ với họ. Và Chúa về cho Môi-se làm một cái bờ đồng treo lên từ xa để những ai để đất cao nhìn lên thì không phải chết. Làm quên ân tình của Chúa thì ta Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn yêu thương họ, vẫn tôn họ. Và trong bài kinh mừng cho chúng ta thấy khi Chúa đã yêu thương chúng ta, những tội mình đã sai vô một ngày đến trần gian để tội thương chúng ta. Có một vị đó mà Chúa trao tặng cho chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta không chỉ là cho chúng ta bầu trời xanh, không chỉ là vị bên ông, không chỉ là thiên trời để thở, không chỉ là mạng sống cho chúng ta sống trên trái này, mà Chúa ban cho chúng ta chính tốt một, Chúa cho chúng ta chính bản thân của Chúa. Có bao nhiêu thì Chúa trao tặng cho chúng ta hết. Không có cái gì mà có thể làm mà Chúa không làm cho chúng ta, thưa anh chị em. Đến con bộ mà Thiên Chúa vẫn trao tặng. Và Chúa Giêsu đến trần gian này không chỉ dạy chúng ta, không chỉ cho chúng ta điều này điều kia, mà cho chúng ta chính bản thân của Chúa. Không có tình yêu nào quý hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn của Chúa. Trong cuộc đời của tôi cũng như anh chị em, nhiều lúc chúng ta đã làm quên tình yêu Chúa. Khi gặp khó khăn, khi gặp thất giá trong đời, chúng ta trách Chúa, Chúa thương con sao? Nhưng mà Chúa nói với chúng ta, ngay đến con khổ của ta mà ta còn trao tặng cho con, chẳng lẽ con nghi ngờ yêu của ta sao? Và Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta, mạng sống của ta đang trao cho chúng con, không lẽ chúng con nghi ngờ tình yêu của ta sao? Thưa anh chị em, khi chúng ta đã quên tình yêu của Chúa thì chúng ta giống như nhân vô xe, chúng ta giống như đứa nhỏ phiền ta Chúa, nghi ngờ tình yêu của Chúa, thậm chí ta chúng tôi. Còn khi nào chúng ta nhớ đến tình yêu của Chúa, chúng ta cảm nhận được Chúa đang yêu thương mình, và không có cái gì mà Chúa có thể làm mà Chúa không làm cho chúng ta, thì dù là giá thì khó khăn thử thách trong cuộc đời cũng là gì đó. Chúa dùng giá để cứu chuộc cho đời. Qua thánh giá đối với đi qua đời sống của mỗi người chúng ta, dù là sống trong đời sống công việc hay đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta đều mong muốn thánh giá. Thánh giá không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà chúng ta nhìn đến thánh giá như là dấu chỉ của sự chiến thắng.
Thánh Cha Francisco nói với chúng ta như vậy: nhìn lên thánh giá để thấy Chúa yêu thương chúng ta quá đủ, nhìn lên thánh giá để thấy chúng ta đủ thân phận đau khổ Chúa, nhìn lên thánh giá để chúng ta thấy được này mình đang bên đối Chúa. Không có con đường nào khác để chỉ nghe con đường mà Chúa đã đi qua. Chỉ cây thông giá là cây đem lại phép trừ sinh. Chỉ thông giá mang lại ơn cứu độ. Thông giá mà chúng ta xin nó ngày hôm nay không chỉ là cái cây hành hạ các tổ nhân, nhưng mà nơi đó đã theo con Chúa. Nơi đó Chúa Giêsu đã chết, nhưng mà Chúa chết không phải là chấm dứt, nhưng là để mang lại sự sống cho chúng ta, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chúa chết để đưa đi nó sống cùng, và Chúa nói này: Chúa yêu thương chúng ta đến tận cùng. Thưa anh chị em, mừng lễ suy tôn thánh giá tước hiệu của nhà giàu đến thánh giá là bộ mặt của hội thái hữu dòng đến thánh giá. Chúng ta cầu nguyện cho quý vị dòng đến thánh giá yêu mến thánh giá mỗi ngày mỗi tư để đến đồng hình đồng dạng suy tôn. Đối tượng duy nhất đó là Đức Kitô Hữu Chỉ Cha Thiên Chúa Cha. Và chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta khi gặp những thử thách gian truân trong cuộc đời, chúng ta cũng biết rằng Chúa đang ở bên cạnh chúng ta, đứng đỡ chúng ta, đang yêu thương chúng ta. Và nếu phải nói thì thánh giá cũng là những khổ tâm mà Chúa gửi đến chúng ta, như là cái cầu để dẫn chúng ta đến sự sống, như là cái cây mang lại những hoa trái thánh thiện trong cuộc đời của mình. Và thánh giá là cử chỉ tình yêu, là cử chỉ ân độ, là cây mang lại chúng ta những hậu ân vô bờ bến. Cứ trong niềm tin và khi Chúa những yêu thương và đồng hành với chúng ta trong mọi cái đường để che chở chúng ta lên để đi sự nghiệp.
Thank you.
trên phú đồ cho loài người. Thật này sự bị thiên giác lớn loài người chúng con của tự do nay về cái thật giá là được sống như đời và nó bị sư chiến thắng nhiều thiên giác lớn nay thảm bại vì thiên thật giá của Kitô hữu chúng con. Vì thế toàn thể đều lần kia cùng khen ngợi tôn thờ thượng sở và hân hoan cùng theo vui. Xin các chúng con được đồng thanh với các ngài thành thần tôn vô thần. Chúng con đại xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được
Để quý vị giữ lời nguyện trang nghiêm, chúng ta xin trân trọng thay mặt
Hãy
Và được gửi những quan ước gì Chúa hằng sống và những khi Chúa lê sông chúng anh chị em đi bình an.